Cái gì anh? Ba mà ồn. Nghe được chưa? Công nhận cái quán xôi ngon, anh mà về đây ăn xôi là quán nhảy ngất ngây luôn. Mới qua chữ ngất ngây rồi, mày còn gì phải đọc chữ ngất ngây. Cái gì? Mới có chữ ngất ngây rồi, mày còn gì. Mới có chữ ngất ngây, mày nói gì nữa, hay không? Tôi gì sao mà? Cái nhà này là xôi làng nghề này. Em gọi liên tục, nói chung em ăn liên tục cái nhà này, ngon lắm. Họ làm rất ok nha. Mà cái tiệm này buồn cười lắm. Chả biết em là ai, chẳng biết em là ai, order liên tục. Toàn ăn xong 3 ngày sau mình nhắn tin tiền. Phải trả trên mạng, phải order rồi. Anh không hiểu là mình order mình theo thông thường. Là mình order người ta book ship đúng không? Đằng này giao đến cũng không trả tiền ship luôn. Cho em nợ vậy đó. Tao không biết mấy cái này nha. Ngon lắm. Nói chung là nhà này á, chủ quán nó cũng người Bắc như mình. Mà em thấy người ta làm ăn rất tử tế ở điểm là người ta nhập hàng ngoài Bắc vô hàng ngày á, giống mình chả cốm với các thứ ấy. Tại vì ấy, cái vị mà của chả của chiếc ở trong này này, nó không làm ngon được như ngoài Bắc đâu. Chả chiếc trong này rất ngon. Em là hôm vô tình em đi uống cà phê anh Văn, anh mua cho em một, anh lăm mê gần chết. Cái tiệm xôi làng nghề này nó nhỏ thôi nhưng mà em thấy nó làm ăn rất là ok. Đấy, thế nhiều người cứ bảo là mở ra, cái em đâu biết chủ quán này là ai. Người chủ quán cũng không nổi tiếng luôn, nhưng mà người ta làm rất ngon. Thấy không, làm ngon là mình chỉ được người khác mua cho mình ăn, là mình nhớ mình ăn à. Cái hạt xôi rất là ngon. Má biết không? Cái mà hành phi của họ tự phi. Họ làm cẩn thận lắm. Mỗi một cái gói hạ xôi là một cái này. Dưa leo cũng cẩn thận luôn, anh thấy không? Người ta làm ăn buôn bán, người ta cẩn trọng lắm. Nên là tiêu chí bán đồ ăn tồn tại, trường tồn vẫn là phải làm ngon. Mẹ đầy người đi marketing cho cố vô. Cái bữa con ngồi cũng cứ nhảy nhót kia. Kiến ơi, ba bảo kìa. Dạ. Ba con tắt ngồi, cái. Con ăn hết xong cái bữa đó. Tắt thế đây. Ngày ba nói không? Dạ. Đấy đâu nha. Không phải là thấy mà ngày lễ ngày nghỉ muốn nói làm gì làm thôi nha. Vừa ăn vừa nhảy lộn ruột ra bây giờ. Con ăn lẹ 5 phút 10 phút cho xong cái bữa đi rồi con muốn làm thì con làm. Con cứ nhây nhưa ra vài tiếng đồng hồ một bữa. Rồi mới vừa xong bữa này rồi phải tiếp bữa sau lại phải ngồi mấy tiếng đồng hồ nữa. Trưa nay mà chính thức nghỉ lễ này. Trưa nay hẹn mấy anh chị quen ngày xưa đi uống cà phê. Còn con khoảng 10 giờ con qua bên bạn. 10 giờ con qua bạn con chơi á? Bạn nào? Bạn Duy. Con hẹn chưa? Có hẹn rồi. Con đi bộ qua bạn An Duy à? Đâu, bạn Duy bên tụi qua. Con nhà mình á? Không, qua bên Crescent Mall á. Nếu như bạn đồng ý thì đi, còn không đi thì đi. Đâu phải. Xôi ngon không Kiến? Ngon. Món xôi yêu thích của Kiến. Mà họ làm ngon lắm chứ. Yêu thích thì phải ngồi ăn cho ngon, ăn cho xong chứ. Yêu thích gì đâu mà nhảy cho giật kỳ giật rồi ăn rồi sao ngon được. Con hiểu không? Con ngồi ăn cho xong cái bữa đó rồi con muốn làm gì con làm. Rồi có thời gian tiêu hóa xong rồi đợi tới bữa sau rồi ăn tiếp. Con ăn nhây nhưa tốn thời gian rồi. Chứ mới vừa xong bữa này rồi lại bị ép ăn tới bữa trưa rồi làm sao con ăn nổi. Cái tiệm này nhá, họ làm bằng cái hộp mà hộp vi sinh này, để mà một bạn mình rất là tự tiêu hủy với môi trường.
rất ok. Nhưng mà độ chi phí mà đội lên cho một cái hộp này hơi nhiều tiền. Thì đúng rồi. Ngon quá. Ở đây không có cái thầy đâu nha. Không có ở đời ơi cứng. Em biết rồi xôi mà. Anh lo gì? Nhiều cái vấn đề tính có em lại suy nghĩ khác nữa sao? Trời ăn có một hộp chút xíu rồi tự nhiên cái thổi vô nguyên một nồi lên rồi ăn nó chừng nào hay không, nó lại thành cái nó khác cái Không, tư tưởng luôn. cái xôi này anh tuổi trong anh có thể để ngâm đông. Rồi em cứ nghĩ đi, em đang ăn đông món nào em cũng thổi vô cái nồi, mỗi ăn đông món ăn đông, chừng nào ăn hết. Ha. Ở bên đây vui lắm, mọi người làm chung rồi này kia nọ rất hay, nấu một đống lên xong rồi bữa này đứa này nấu, bữa sau đứa kia nấu, chia cho ăn cho hết cho lẹ lẹ rồi xong làm món khác. Chắc là sau này tôi mở thành ra tôi nấu cơm luôn cho các ông. Tiến thử đậu này. Của con giống hộp của em không mà em đẩy tới để lùi vậy? Kiểu nó con chả Ồ. con đậu vừa xanh. Nhưng mà cuối cùng nó là sơn mặn hay sơn ngọt? Nó sôi mà. Rồi sao chí rồi bỏ thêm đường là sao? Thì trong Sài Gòn trước đi học hay được ăn xôi đường. Nhưng mà sơn mặn thì đừng bỏ đường chứ. Sơ ngọt, sơ bộ này kia thì để Em đâu chả dân xôi để đường. ừ, dùng mặn vừa ngọt sao em. Xôi đường ngấy lắm. Ngon ghê vậy. Rất mệt rồi. 3 ngày nay chưa có đi tập thể dục. Ăn đĩa xôi là chắc chết rồi, lên mấy cân rồi. Không được rồi. Ăn nhiều vậy lên cân đấy. Ăn 3 ngày không tập thể dục luôn. Mà tại vì ấy, tại vì kia nó không đi học. Xong ở nhà học thêm nữa. Em cho bé Trang về quê ăn lễ chiều nó mới lên. Chiều hôm nay ấy mà. Quê đến đâu rồi? Bến Tre này. Sao nghỉ lễ xong về chung đi. Điên. Tự dưng tại Sài Gòn mát mẻ, vắng vẻ không ở. Lao về. Anh nghĩ dưới quê này mát mẻ hơn chứ có vườn, có cây, cái này kia. Không mê. Ủa đó nhiều thỏ chạy lắm nè. Chắc con qua đó là con bắt bài con. Hết tục rồi. Bún miếng chả. Đỉnh của chóp. Đầy nước ngay à. Tớm em gửi vợ cho chị Nguyễn hay sao? Chả cũng gửi chuyện bình thường. Ủa nghĩ là Thạch không có đi được chứ không biết bên Úc cho vô hả? Thì đi được. Bên Úc hình như không vô được trái cây anh ạ. Mỹ vẫn vô được mà phải không? Anh không nghĩ vô được đâu, Mỹ không có cho Thạch đi đâu. Mỹ cho xong người ta mua chả cá đi được. Hải sản thì được nhưng mà sau này chọn tiểu bang có chỗ cho chỗ không sau cái vụ cái gì Formosa gì đó thì không biết chỗ cho chỗ không mà mình cũng không có trải ngang chúng ta được tại nhiều người đó để mà được nhiều người lại nói là bị bắt lại cho nên mình đâu có biết được anh Long mang qua được đây thì đó thì tùy tiểu bang à tùy tùy cái sân bay nữa anh đâu không biết không có trải ngang với người ta được tại vì nhiều chỗ nói ngay cả ngày xưa là tôm khô này kia cho qua nhưng mà sau này cũng cho luôn
thì có người được người không mình đâu có biết. Mà tốt nhất thì những cái đó ở đây có thì mình không cần thiết thì đừng có xách thôi không. Thôi 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 thôi. Ông lười. Không có đâu. Ông lười ông ơi. Bên đây đầy đủ. Bạn bè em á, ai cũng đi về Việt Nam sách qua chỉ một mình anh đi người không thôi. Anh lười anh bắt đầu đưa ra lý do. Mình lười là mình lười ở đâu mà không cho mang vô. Nếu như người ta không mang vô được thì em mới bảo sai này. Đằng này anh Long về vô được, Long Sệ vô được, con Hằng vô được, Đếm gì chả cá, thì anh mới nói em, anh đâu nói là không tôm đem được, khô. Nhưng mà anh anh không kêu đem là ừ, trời bên này người ta bán rồi thì chỉ mang đi. Tất cả đều là bào chữa cho việc mình lười không xách. Ok chưa? được. Nhưng mà em ăn được bao nhiêu em sắc quá à? Bao nhiêu thì cũng là sẽ qua. Nhưng mà em sắc để làm gì? Để ăn. Rồi tại sao phải ở bên đây mua tự nhiên cái đóng thuế sân bay rồi sắp nặng một đống để làm Tự gì? dưng ở bên đấy mua mua làm ngon bằng những cái chỗ em mua không? U là trời. Kết quả thôi. Nếu như mà ngon ấy, người ta đã không phải bê qua. À cái vấn đề là đúng cái chỗ nó bán hay không? À thôi thôi ông ơi, cái mồm ông ăn chay ấy, nên là ông không giành được bằng đồ mặt bằng tôi. Tôi nghỉ quài, khỏi cãi nhau rứt đầu. Lười là lười, đừng có mà nhầm lẫn. Chứ không phải lừa là chăm chỉnh. Ba con chỉ đi cái người không thôi, Bữa không đó bê ba cái gì cả, mua Bữa đó ba mua đồ không có dây, con hiểu không? Mẹ thích ăn thích uống mà bảo là sang đây mua, biết mua nào? mua mắc tiền Ở đuôi mắc tiền, con nói chuẩn luôn. qua bên Sao đó mày mẹ đọc thương mẹ mắc con tiền không mà quá? hiểu nữa, ai mà mua được. Cái gì? Lỡ như lúc mà mẹ đi mua đồ mà lúc đó con đang đi học thì sao? Rồi lúc đó mẹ mua bằng cái gì mà ba thì đang đi làm, bằng bà nội thì phải ở nhà chăm em làm việc đó. Bà Thì nghe rõ là chưa? rồi mẹ mẹ thì đi chợ đó, đi chợ rồi người ta lập tiền cái gì sao mà mình làm được. Đúng rồi, mẹ còn không biết tiếng Anh nữa. Bởi vì con mới chỉ mẹ mấy Cái cái đó tật cũng cho mẹ lười. Mẹ không học. về mà làm việc nhà, ba về mà làm việc nhà, về mà chăm nó đi học, chở đi học, đón nó về, Xem coi. xem là học kiểu gì, đúng không Kiến? Kiến công nhận không? Dạ đúng. Mà do từ hồi nhỏ bà ngoại đã la mẹ không cho mẹ đi học tiếng Anh rồi còn đâu. Đó. Nhưng Kiến công nhận không? Dạ đấy. Hàng ngày mày còn bao nhiêu việc, chở con đi học, ngồi chờ con, kiếm tiền. Bên đó con đi học xong là mẹ phải đi chợ để chuẩn bị đồ ăn trưa cho ba cho cho em con lúc mà đi về đó nữa. Rồi mẹ con phải xách cái túi cái bữa này cái túi đi mẹ ra mẹ hỏi bao nhiêu tiền cái đó rồi họ họ nói sao mẹ hiểu rồi lúc không hiểu đó là ai mà làm được. Là con đang thương mẹ, con đang chê mẹ. Con thương mẹ, Con thương ai nhất? thương mẹ nhất, Thì không? cái chữ thương hoặc là chữ thơ chê nha. Thật không kìa. Ừ, có. Ôm nhau cái đi cho biết trời. Thơm cái đi. Ôm nhau cái đi, ôm nhau cái. Chị đang ngăn Mày từ đừng ôm có Ôm nhau cái đi cho biết trời lấy độ. Yêu em. Con ngồi dưới chứ, con để chân lên đây hồi nữa. Cái ghế này. Không được để. Thôi vậy thôi, mai mốt này tiết đâu kiến con đi đâu vậy? Con là cái ghế. Ghế gì? Vậy thôi mai mốt tiết kiệm thời gian cho mẹ nè, con thương mẹ. Thì ba sắp xếp vậy con coi được không? Sáng Vậy thì con con đố tính ba ra, hai vô là bao con nhiêu tính đó? dậy. Ba Sáng con Ba hả? Khoa tơ là bao nhiêu ba? Không biết rồi. Sao con nói Khoa gì không nghe? tơ Khoa tơ là bao nhiêu? Quarter là 1/4. Sai. Hả? Khoa tơ là tiền mà khoa tơ là 25.000. Phải. Quarter là 25 xu, 25 sen là 1/4 của 1 đồng. Này, nốc một đĩa xôi,
một thùng hộp xôi. Phải ăn, phải A Di Đà Phật ngay, A Di Đà Phật, hai viên đốt mỡ. Thái Kiến, giờ ba sắp xếp gì con coi được không? Con thương mẹ, thôi tiết kiệm thời gian cho mẹ. Cái xong rồi sáng. Nhưng mà qua đó con không phải đi học chứ. Thì đi học đây, ba đang tính cho con nè. Sáng con tự dậy đánh răng rửa mặt, tập sắp hết. Rồi ra ngoài đầu đường đứng, đợi xe bít trường học rước con đi. Trời. Mẹ con không cho con, mẹ không cho con đi xe bít nha. Không, ở bên Mỹ khác con. Rồi xong rồi cái tới chiều cái xe bít đưa con về đó, tiết kiệm được thời gian cho mẹ mình làm bao nhiêu việc mẹ học. Mẹ con là không có đùa đó. Ba đâu có đùa con đâu, ba đang sắp xếp để tiết kiệm thời gian cho mẹ đó, con thương mẹ. Thời gian đưa kiếm nhập vẫn có thể đi làm được, không vì sự tiết kiệm. Tình yêu của mẹ nào ôm nhau, tình nồng, tắm xoay tình yêu của mẹ. Mẹ sẽ đưa con đi học mỗi ngày. Mẹ chứ thì xe buýt giống như cái chị hôm trước đó, cái chị mà mẹ kể đó, ngồi trên xe buýt xong ngủ gục đó, không ngủ trưa, xong ngồi ngủ gục xong mà bị kẹt trong xe, không có thở được, thở hết cỡ rồi xong rồi bị chết tại chỗ luôn. Ở đâu vậy? Ghê quá vậy? Anh không biết à? Đi đâu? xe buýt của trường, xong mà chết trên xe. Đâu có nói gì được em, trời ơi, ở đâu không biết, tài xế mà... Thôi! Bỏ đi. Tài xế mà không thấy, bạn ấy tưởng là bạn, không thấy bạn ấy, bạn ngồi cuối chỗ luôn. Cái xong không chữa bạn về nhà quên, không thấy mấy bạn ở dưới. Có một bạn không xuống. Tới nhà mình rồi, bác tài xế có tưởng là bạn ấy xuống rồi do bạn ấy có nằm trên xe rồi. Nằm đang ngủ nha. Đừng lo, ba mua căn nhà này gần trường học con lắm, gần hết. Từ cấp 1, cấp 2, cấp 3 đại học gần đây hết. 5 phút là ra tới nơi. Không có cần phải con dậy sớm nữa. Thế mắc cây gì mà phải đi xe buýt? 5 phút mẹ chờ một nốt nhạc. Yes. Đúng không con gái yêu? 5 phút mắc cây gì mà mẹ phải đi xe buýt cho lâu. Đúng. Mẹ chờ con yêu của mẹ đi. Mẹ yêu con. Bà thà lái xe đi làm xa mà mua căn nhà gần trường học con đó. Mua căn nhà gần trường mình đi bộ cũng được mà. Mình đi bộ khoảng 10 phút mới tới trường rồi. Đi bộ nghe mẹ. Còn đi xe khoảng 5 phút thôi. Mình đi bộ là mình đi khoảng có mất có 10 phút mà. Còn đằng này đi xe buýt chi, đi xe buýt tốn tiền lắm. Không, miễn phí. Nào thì đóng học phí nè. Nào thì đóng tiền đi học nè. Nào thì phải đóng tiền xe buýt nữa thôi. Đi xe đi nhà. Thì sao con kể nhiều tiền quá mà con không chịu đánh học vậy? Thì sao con... Nhưng mà do con không thích mất tiền với lại mẹ con cũng đâu biết ba cất cái tiền của ba ở đâu đâu. Ba giấu quỹ đèn cũng không được đâu ba. Ba giấu gì? Ba giấu quỹ đèn ba cũng không giấu được đâu. Nghe chưa kìa? Mẹ con lấy hết ấy. Con, ba mà giấu ở đâu rồi con sẽ đi rình rình theo ba. Giấu bụi ba đang đứng đây đi. Con sẽ đứng thôi con nhìn. Ba giấu quỹ đèn. Mình chạy đi mắt mẹ thôi. Mẹ ơi mẹ, ba giấu quỹ đèn đi nhậu. Tình yêu của mẹ. Con không yêu mẹ nhưng mà ra là con phải đừng đừng theo ba xem ba có giấu gì. Chính xác không? Con phải là tai mắt của mẹ. Cấp nên tiền. Là lâu lâu có cộng thường thường con qua Mỹ con không có đi theo mẹ là do con đang đừng theo ba để xem ba có giấu quyền gì không? Đúng. Tất cả mọi thứ phải vào túi của mẹ hết. Tình yêu của mẹ. Tình yêu của mẹ cuộc đời cả của cả ba cũng bỏ vào túi. Đúng. Con cũng thế. Bỏ ba vô túi rồi ai đi làm? Bỏ ba vô túi xong rồi mẹ giục ba vô cho làm. Thì theo kiến là vợ chồng mà có quỹ đen thì xấu hay tốt? Nếu như mà ba dùng tiền á để ba đi tặng cho mấy bạn gái khác là không có vui nha. Con sẽ nhắc mẹ. Mẹ ơi! Ba giấu quỹ đen đi ăn nhậu già. Đi tặng gái. Rồi ba không có quỹ đen rồi tới lúc con cần rồi ba mua đồ rồi làm sao? Kìa ba bảo ba không quỹ đen lúc cần mua đồ làm sao? Thì ba món đồ đó phải năn nỉ mẹ nha. Mẹ không mua rồi con. Thì ba phải năn nỉ mẹ đi mẹ cho tiền ít tiền đi. Giống con đó, lúc mà con bị mẹ lấy gì thì đó. Con có tin mẹ là mẹ ơi, chán con đi tì, con muốn cho con chơi giống mèo thôi.
nghỉ mẹ cũng mới cho. Ba không đang nghỉ thì mẹ hỏi cho nha. Thì ba đâu cần con đang nghỉ đâu, ba chỉ con chỉ cần xin thôi là cho rồi. Ba không có chơi mà đi ra ngoài mà kiếm tiền nha. Ba không có chơi kiểu mà đi vay nợ nha. Đúng. Ba là vay một cái thôi, con về con gắt mẹ một cái là ba tơi bời. Chứ giờ con đòi mua đồ rồi không có tiền thì không vay người ta lấy gì mua cho con. Mẹ lo hết. Sao? Mẹ lo hết. Cái gì mẹ cũng lo. Nhưng mà không lo ba hồi cho ba lớn rồi. Đúng rồi, ba cứ nộp tiền cho mẹ. Mẹ lo hết. Con mà thấy là thiếu thiếu. Mỗi lần ba có lương về á, mẹ con thấy con sẽ lấy hết đồ cho ba. Lấy từ cá khoát ba để xem còn cái tờ tiền nhỏ không. Ở trên nón ba nữa. Thấy cơ ba thấy miệng dây để xem ba có cái nào không. Nếu như mà có con sẽ kéo vô. Rồi nộp cho mẹ. Đây mẹ. Con sẽ nói. Đây mẹ ơi. Nguyên cuốn sổ. Sổ phía đây của ba đây. Ba đã nộp. Nộp ít nhưng mà thật ra ba bỏ trong miệng ba nuốt. Cháu mẹ. Tình yêu của mẹ ngoan ngoãn đáng yêu. Đúng rồi. Tất cả tiền vào túi mẹ hết. Không biết được không? Tất cả tiền vào túi mẹ và cả con cái gì cũng được. Tình yêu của mẹ ơi, đắm say tình nồng và tình nồng say đắm. Tình thắm lòng say, ôi em say tình nồng. Tình thắm duyên quê, ôi duyên quê tình nồng. Tình nồng nồng say, ôi tình say em tình nồng. Con biết cách để mẹ nộp lương á. Mẹ dùng một cái muỗng, mẹ viết chữ DR vào. Là gì? Còn cái đồ. Thường thường mình mua đồ đi là bằng đi là bằng 2 triệu. Mẹ đốt ba ăn bán xong mẹ kêu mất 2 triệu, mẹ đưa cha chữ đi o ba phải nộp lương thôi, tại ba phải lấy tiền lương của ba nộp thôi. Cách cuối cùng của mẹ đó chính là ba đi mẹ mặc bộ đồ màu đen hết luôn nguyên người. Xong mẹ chạy vô, mẹ phá. Trong lúc đó trong camera mẹ xóa ảnh mà mẹ đang ngồi đi. Mẹ nghe máy ấy, mẹ lấy hết tiền. Xong mẹ sẽ cho. Rồi mẹ mặc bộ đồ màu đen hồi nãy vô mẹ. Bây giờ bộ mẹ bỏ hết tiền rồi mẹ chạy đi. Là rồi tiếng nữa mẹ. Rồi tiếng nữa mẹ chạy vô, mẹ cầm một cái túi rồi mẹ cắt cái loại đó đi. Xong mẹ vô. Mẹ giấu bộ mẹ vô. Mẹ thả túi xuống mẹ xỉu. Xong mẹ gọi cho ba. Tàng hình nhỉ? Yêu quá con gái yêu. Thế đó là ba mất quỹ đen luôn nè. Yêu quá, cục cưng của mẹ đấy. Con cục cưng của mẹ thì con có biết không, tình yêu, tình nồng, tình ái, tình say. Con học mấy cái thứ trên tắt để đỡ dấu quỹ đen hơn. Ghê không? Thấy biết quỹ đen ghê không? Dạ con có quỹ đen chứ. Tuy nhiên là con có rồi, chắc chắn là tình yêu xin nhưng mà lần nào có được lì xì về đúng máy rồi, ta mà cũng giấu được. Tất cả lúc nào con đi đâu cũng sẽ có mẹ hoặc là cô Trang sẽ cầm tiền lì xì của con và nộp cho mẹ. Làm sao mà con giấu quỹ đen được? Có mình ba giấu được thôi nhưng mà vẫn là vào tay mình. Nó thích uống trà giảm cân lắm. Con xài xong mà cái dây charge cái iPad hư vậy kia. Ai làm gì mà nó đâu có dùng cái dây iPad để em dùng em sạc mà khi nào nó dùng hết. Em mới cắm sạc nha. Mà cắm đúng cái củ của anh mà ấy như luôn nha. Tất cả những dây sạc và cái củ sạc của em đều là hàng Mỹ, không phải hàng Việt Nam. Em không mua hàng Việt Nam. Chẳng làm sao mà tự dưng nó hỏng. Tự dưng sạc không vô. Phải ngay chỗ cái cuốn đó đó mình giật ra giật vô vậy, chỗ đó nó bị đứt dây bên trong cho nên nhiều khi nó không, nó đứt dây mạch nhỏ ở trong cho nên mà ba làm sao mà ba ship về kiểu gì mà sao nó đứt dây luôn vậy? Đâu ba mới mua cho con hôm qua rồi. Là tại sao cái dây sạc của con lại nó lại bị gãy rồi mà? Mẹ đâu biết đâu, chắc nó hư. Thùng hay đâu mà hư rồi con.
Cái gì mà thời gian? Ừ, còn mua cái mới chứ. Không lẽ lúc mà mẹ đi tắm, rồi con cũng đi tắm, mẹ đi tắm trong phòng mẹ, con đi tắm trong phòng con. Rồi bà ngoại lớn mà cãi phép bà ngoại đi lấy bằng cái bà ngoại của ngoại sao? Cái nhà chị con. Chị ngồi chờ lâu lắm rồi đó. Ngư miếng này trong miệng là múc miếng khác bỏ vô liền, không có dơ ở hoài được. Còn mấy người thân trong gia đình chỉ có đúng bà nội, à đúng bà ngoại, không không có thích chơi với cháu rồi. Bà ngoại ngày nào cũng cầm cái điện thoại nè, like xem rồi chơi cờ vua. Ai mua tặng con đây kìa? Dạ cô Huyền, con cảm ơn cô rồi. Con cảm ơn cô chưa? Dạ cô má. Cô mua cô tặng hôm nào đây? Tặng hôm 2022 rồi. Con đang giữ. Bút bi à? Bút, bút kim tuyến. Cô giáo tặng cho Kiến. Thứ bảy cô sẽ tặng cho con một cái bánh mochi. Con sẽ cảm ơn cô. Dạ cô rất là thích ăn bánh mochi. Em bánh mochi à? Dạ. Cô giáo, cháu tặng đồ con hoài vậy? Con cố gắng thi tốt nha. Dạ. Để nên là cô Huyền đã tặng cho con một cái bánh mochi để làm động lực. Làm động lực kìa. Con rất là mê cái bánh mochi mà do không nói cho mẹ biết cho mẹ còn không dám sợ mẹ không. Con chỉ cần gửi cái hình thôi, một nút nhạc mà có ở nhà, việc gì mà nhờ cô giáo mua. Lần sau không được như thế nữa nha. Con hiểu không? Dạ. Con cần mất cái điều gì con chỉ cần chụp cái hình gửi cho mẹ là xong. Dạ. Tại do sợ mẹ là mẹ bận. Không, mẹ bận cỡ nào mẹ có nhiều người làm giùm mẹ. Cô Phương, cô Thoa gì, Nhung gì, Thảo, chú Đạt, chú Cam, mẹ đã mẹ có một Minh. Lần hôm trước mẹ có bảo là mẹ có bao giờ mẹ nói là mẹ chưa làm chưa, con định nói có do hôm lúc mà con xin mẹ đi mua hạt dẻ mẹ quên mua. Cái vụ hạt dẻ đấy nó nhắc hoài, nó nhắc 3 năm rồi mà không phải là hứa không làm, anh hiểu không, mà là ok mẹ sẽ đi mua hạt dẻ cho con. Nhưng mà đúng cái lúc này cũng đợt 30 tháng 4 này này, nó bị dịch, nó đóng cửa. Nó đóng cửa luôn, mình đâu có. Nó bảo là chị ơi dịch bên em không bán, thế là mình không mua được, chứ không phải là mình hứa mình không làm. Mà 3 năm trời cứ nói là mẹ có cái điều đó mẹ hứa mẹ không làm. Anh thì có lộn ruột không? Con thù dai giống ai vậy? Con nhân hoài là mày không thích đâu, cái đấy không phải lỗi của mày. Dịch bệnh người ta không bán người lỗi của mày, ok? Do lỗi của con Covid đi rồi con thấy già không giết. Không có đổ thừa ai hết, chuyện qua rồi, ok? Dạ. Tự dưng dịch bệnh không mua được do người ta đóng cửa, tự dưng bảo mày không nói không làm. Mê trà giảm cân. Con mới tập chứ. Ban đu đủ cái kiến kia. Dạ. Ban đu đủ. Ba mời con. Tại sao ba phải mời con? Con sẽ nói là sao ba không bảo con ăn đi. Sao ba không bảo con ăn đi? Cái chữ mời là chỉ dành cho trẻ con, mời người lớn, các cháu mời người lớn. Cháu mời ông bà. Ông bà sẽ bảo là nếu như ông bà hay cha mẹ sẽ nói là kế năn đi con, đấy là bà. Mẹ cho con ăn luôn được đi. Ăn ở bên đây, con ở bên kia. Ba có mời con cũng không ăn được. Nhưng mà sau này qua đây đó, mà ba mời mà con không ăn á, ba ăn đập đọc. Ăn đập. Nha anh chưa? Ba đi tắm chưa? Chuẩn bị đây. Ủa ba ơi,
Sao con? Ba biết ba ba cháu bị đèn ở đâu rồi, ba nói cho con nghe đi, rồi để có gì con qua Mỹ con báo mẹ mẹ ấy luôn. Nhưng mà con, ba báo cho con thì con phải giữ giữ kỹ giùm cho ba chứ, để sau này con cần cái gì ba con kêu thì ba có tiền mua cho con. Tự nhiên con dại khờ đi, con báo hết, con đưa nộp hết cho mẹ rồi con cần là lấy đâu tiền ba mua cho con. Ok. Con bảo với mẹ là con nói ok nhưng mà con không có nộp mẹ cho mẹ đâu, con không nói cho mẹ biết đâu nha. Đó, nói vậy. Đúng không mẹ? Đúng. Đấy. Rồi xong mẹ ba giao chìa khóa cho con, ok. Đi. Hồi đó mà con nghĩ á, mà ba còn đi làm con sẽ người giữ cho ba nha. Ok. Mày về rồi thí dụ lỡ thất thoát tiền rồi đứa nào ăn đòn? Nhưng mà ba đâu đánh con đâu, mẹ kiểu gì mẹ cũng đánh ba. Tại do con nói trung thật mà. Đúng không mẹ? Đúng. Con sai một cái thôi là mẹ là mẹ giật cho con luôn á, chứ ai biết gì luôn. Chị con như là chiến sĩ nằm vùng vậy đó hả? Bà nói cái gì vậy? Ủa mẹ đến đi tập dùng sao mà? Chiến sĩ nằm vùng là con ăn hai mang, là con đã giả vờ với ba là cơ thương tiền cho ba, con sẽ không nói với mẹ đâu, nhưng thực chất là con sẽ nói cho mẹ hết. Dạ đúng, đúng rồi con. Nhưng mà con làm gì nói đâu, mẹ chỉ nói vậy thôi chứ con làm gì nói gì đâu. Đúng không mẹ? Con cười ra là hôm trước á, con chọc tức bạn không bị bạn đuổi, con cười khó chí tới bây giờ vẫn cười. Con cứ đi chậm cái này à, rưa 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 hết mà bắt được cua, cái đầu con bị bắt luôn, thế là con chạy hết. Con là hai muỗng nữa. Còn hai ba muỗng. Ủa mày bị gì vậy? Mày bị ngã. Ủa sao mày bị té thế nhỉ? Chảy tay. Sao vậy ta? Ba muốn xem ảo thuật không? Ba muốn xem ảo thuật không? Không phải, cái thuật khác đi. Ba nhắm mắt lại đi. 3, 2, 1. Rồi, ba thành ba kế của người đó. Ba đi tắm đi. Rồi đi ăn xong trước đi. Còn một miếng à? Con nhai từ từ đó. Dạ, con muốn ăn. Mẹ biết là con sẽ no. Bởi vì hôm nay con ăn xôi như thế là lượng xôi quá nhiều. Dạ. Tay. Nên cái này con giữ lại được, con cho mẹ ăn được. Được. Làm vui vẻ, à nhầm, chúc ba đi ngủ vui vẻ.
Hey. Con ăn cả gói xôi còn tương lai gì à? Ăn xôi thì nhảy cho khỏe. Chị làm gì? Chị zoom mê quá à? Oh.